Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 300 cái token HOGS tương đương với 7,5 đô la. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ nhập mã captcha này. Và sau đó thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ join vào group Telegram. Rồi, mọi người bấm chọn join cho mình. Sau đó quay trở lại, tiếp tục join vào channel này. Rồi, bấm chọn join. Và quay trở lại này. Tiếp theo mọi người sẽ follow Twitter và retweet lại bài đăng của nó. Mọi người sẽ kích chọn theo dõi cho mình. Sau đó thì like cái bài đăng của nó và retweet lại bài đăng nhé. Rồi quay trở về bot cho mình. Mọi người join tiếp vào Discord. Rồi, mọi người sẽ bấm vào Verify để xác minh này. Bấm tiếp vào đây. Và sau đó mọi người kéo lên, tích vào ô vuông cho mình. Chọn hoàn thành. Và sau đó thì mọi người sẽ nhập vào các icon này cho mình. Ok, quay trở về bot này. Mọi người sẽ follow và retweet cái bài đăng ở trên kênh Airdrop Vtech. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ tìm đến cái bài đăng của nó nhé. Chọn like và retweet. Sau đó quay trở về bot. Tiếp theo mọi người join tiếp vào kênh Telegram của Airdrop Vtech và cuối cùng bấm chọn Submit này. Rồi ở đây mọi người nhập địa chỉ email. Rồi tiếp theo nhập profiling của Twitter. Rồi sau đó thì nhập username của Discord. Rồi tiếp tục thì mọi người sẽ gửi cho nó cái đường link retweet ở trong kênh Airdrop Vtech nhé. Mọi người quay trở về Twitter này. Thì đây là cái bài đăng mọi người đã retweet lại ở trong kênh Airdrop Vtech. Mọi người bấm vào đây để copy đường link. Quay trở lại này. Rồi sau đó chọn viết. Tiếp tục mọi người sẽ nhập địa chỉ ví solet.io hoặc địa chỉ ví phantom nhé, mạng Solana. Thì đây thì mình sẽ lấy cái địa chỉ ví phantom. Rồi ok, sau khi copy địa chỉ ví phantom, mọi người sẽ gửi cho nó địa chỉ ví mạng Solana và bấm chọn complete. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.